Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2017. Đây là phiên bản Philip mọi người nhé. Màu trắng, biển số Hà Nội, đuôi 68, khá là ok, hợp lý. Thật ra thì ở cái thời điểm này thì xe nó cũng rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với trước đây rồi. Đặc biệt là những cái phân khúc mà xe sang, xe cao cấp. Những chiếc xe bình dân như này thì cũng có ảnh hưởng, nhưng nó không quá nhiều so với những chiếc xe phân khúc cao cấp mọi người nhé. Tuy nhiên đây là một chiếc xe nó là phổ thông ở trên thị trường và có rất là nhiều những cái giao dịch về cái dòng này. Đặc biệt nữa là đây là một trong số những cái chiếc xe mà bán chạy nhất ở Việt Nam chúng ta trong những phân khúc xe lướt, và giá thành của nó thì cực kỳ hợp lý thôi, rẻ, ngon bổ rẻ. Đó, hợp lý. Thêm nữa là chiếc xe này thì đang có mặt tại cửa hàng em, số 91 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mọi người nhá. Mazda 3 bản Philip 2017. Ở trên năm 2017 thì sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản đầu năm là bản O'Neil, còn cuối năm nó sẽ ra thêm bản Philip này, sẽ được thay đổi một số thiết kế. Ví dụ như là có đèn bi LED màu trắng nhỏ hơn. Bên ngoài chúng ta dễ dàng phân biệt thôi. Và chiếc xe này của em thì lên thêm mặt ca lăng sao rơi. Đó. Tất cả những chi tiết này thì đều trong cái khuôn khổ được phép đăng kiểm mới nhá. Đó. Đó, không ảnh hưởng gì đến việc đăng kiểm. Ngoài ra thì trên chiếc xe Mazda 3 này của em còn được trang bị thêm cả cảm biến áp suất lốp. Đó, ở đây có cảm biến áp suất lốp mọi người nhá. Cái này hiện tại đang tắt máy nên nó không hiện lên. Còn lại thì khá là ok, ổn. Mazda 3 Philip 2017. Trên phiên bản Philip thì sẽ được sử dụng phanh tay điện tử ở đây ạ. Đó. Có nút phanh tay điện tử này. Trên vô lăng được thiết kế khác một chút, có phím tinh chỉnh ở trên vô lăng. Ghế đây. Xe này của em chạy 7 vạn km mọi người nhá. Thật ra thì với chiếc này, ở trong cái tầm tiền này, trong cái phân khúc này, giá này là hợp lý rồi. Và cái km khoảng 7-8 vạn là chuyện bình thường. Bởi vì xe này cũng đã là qua 5 năm, 6 năm sử dụng rồi, thì không thể tránh được cái việc hao mòn theo thời gian. Và những cái km khoảng 7-8 vạn là chuyện bình thường. Lốp thì mới thay mọi người nhá. Chủ xe mới thay lốp nên là khá là ổn. Mua về thì chỉ việc chạy thôi. Lành. Mazda 3 thì quá là lành rồi, phổ thông. Và giá thì hợp lý, rẻ. Cốp đầy đủ rộng rãi. Ở trong này thì phân khúc hạng C thì Mazda 3 vẫn là một chiếc xe hay. Đặc biệt là trên chiếc xe này còn được trang bị cái động cơ Skytip, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu cho cái dòng này. Trong cái khuôn tiền này thì nó cũng khá là ổn, vừa. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Mazda 3 2017 phiên bản Philip màu trắng, biển số Hà Nội, xe chạy 7 vạn km. Giá của chiếc xe này bên em bán 495 triệu mọi nhá. 495 triệu cho một chiếc Mazda 3 2017, khá là hợp lý. Động cơ Skyactiv tiết kiệm nhiên liệu khoảng tầm 6 lít trên 100 km, đường hỗn hợp mọi nhá, khoảng 6 lít thôi, khá là tiết kiệm. Chi tiết hơn thì các anh chị có thể qua Zalo là Facebook cá nhân của em với tên là Sóng Thảo, fanpage Speedcar 91 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là inbox trực tiếp cho em hay là alo trực tiếp cho em để trao đổi và thương lượng về giá cả của chiếc xe này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.